Ngày 15 tháng 12 là ngày đầu tiên phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội áp dụng hình thức thông báo phạt nguội các xe ô tô dừng đỗ trái quy định. Đã có 236 xe ô tô bị xử phạt, 11 xe bị gián thông báo phạt nguội. Trên tuyến phố Bà Triệu này, mặc dù đã có biển cấm đỗ, tuy nhiên vẫn có hàng loạt xe ô tô vi phạm như thế này. Trên các tuyến của địa bàn Hoàn Kiếm thì đã trực tiếp kiểm tra các cái vi phạm. Đối với người vi phạm phát hiện lỗi vi phạm dừng đỗ tại chỗ thì sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định. Còn các cái chủ phương tiện mà không có mặt tại nơi vi phạm thì sẽ tiến hành là viết dán giấy, cụ thể là cái giấy màu vàng mà anh em chúng tôi đã vừa mới dán ở trên kính xe, có địa chỉ lỗi vi phạm, ngày giờ và cụ thể chiếc xe mang màu sắc cũng như là chủng loại xe. Việc các phương tiện cố tình dừng đỗ trái quy định sẽ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Hiện nay, không chỉ có lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội áp dụng hình thức dán thông báo phạt nguội này, mà còn có lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. Là dán tem lên để thông báo cho cái người điều khiển phương tiện biết là cái xe này đã bị ghi lại cái hành vi là dừng đỗ trái phép, và cái quy trình xử phạt thì vẫn không thay đổi. Đó chỉ là một hình thức thông báo và có tính chất cảnh báo. Và các nước trên tiên tiến thì người ta đã làm, thì chúng tôi sẽ qua cái việc này sẽ tổng kết lại, đánh giá và đề nghị có những cái biện pháp, cái cách thức thu lượm cái chứng cứ để xử phạt nó tốt hơn. Thì tôi cho rằng là với cái điều kiện của Việt Nam hiện nay thì cái việc mà dán để cảnh báo và cũng là để thông báo cho người vi phạm biết là xe của ông bà đã bị cảnh sát ghi lại cái hành vi vi phạm và phải đến cơ quan công an để xử phạt, thì tôi cho rằng là nó sẽ hiệu quả, trong đặc biệt là trong cái cao điểm Tết hiện nay. Mục đích của việc dán giấy thông báo này không chỉ để xử phạt, mà đây là một hình thức giúp nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông.